Đây, đây là khu vực cổng di chuyển số 14. Thì từ đây mình sẽ đi lên khu vực Star Leo nhá. Nhớ là đi lên chứ không phải đi xuống. Cầu thang đi lên nhá. Đó. Đi tiếp bên đây là sẽ có 3 3 map nữa là hết thôi. Star Leo và Siru Fulam thôi. Thì ở đây mình sẽ đánh Necrophel kiểu này. Thì cho nó ngủ hết đi. Không cần chết, nó cứ divide ra nhiều lắm, đánh còn lâu mới hết. Trong lúc nó đang ngủ thì mình sleep ra nó tiếp nhá, thì nó sẽ tăng cái thời gian lên, chứ đừng để nó hết sleep rồi mình để Gambit thì con này nó dịch chuyển nhanh lắm, nó sẽ dịch chuyển mãi tiếp bản đồ bên kia xong nó đi vai mất thời gian. Mình giết nó như thế này thì sẽ không bị mất chain, mà mình vẫn được hưởng lợi chain từ Gargoyle Baron ở trên kia. Nếu như mình thích loot đồ của nó cũng được. Làm phát nữa cho nó khí thế. Đó, vẫn có đồ loot từ level trên của Gargoyle ở trên kia. Đó, cứ thế thôi. Cho nó ngủ luôn. Tại sao mình lại phải dispel nó đi? Bởi vì là mình dispel nó thì mình buff phép mình bắn mới được 4/9. Thì nó hai phát 4/9 là nó sẽ máu của nó sẽ đỏ luôn, critical luôn. Thì mình poison nó cũng nhanh. Poison luôn này. Đó. Bồi thêm cái nó phát cho nó ngủ luôn đi. Không cho nó đi vai thì mình đánh nó sẽ nhanh. Chỗ này đánh chắc cũng mất tầm nửa tiếng khoảng đấy. Đấy, né luôn phép sẽ dịch chuyển. Tại sao mình không đánh thường? Đó là bởi vì đánh thường sẽ có những lúc nó nhảy hit. Nó nhảy hit là chém quá tay phát mà ông ấy chết luôn là toi. Là mất trên rồi. Cho nên mình làm như thế này thì nó sẽ chắc. Không có chuyện gì là sai sót ở đây cả. Con này phải chết thì mới hiện ra thêm được. Làm như vậy thôi.
hai phát holy. Nhớ nó phải căng sleep bùa cho nó chuẩn nhá. Bây giờ nó mà tỉnh dậy là kiểu gì nó cũng divine. Một dạng phân bào mất thời gian. Đó, lại ra rồi. Poison rồi. Đấy, cách làm đơn giản như vậy thôi. Chạy xuống đây kiểu gì cũng có này. Nhiều phết ạ. Nó đã xuất hiện rất nhiều đợt. Tại sao mà lại buff phép sale cho con mình? Thế là bởi vì fan 12 này Death không thể nào mà né bằng Rip Bond được, mà phải né bằng phép sale. Thực ra là nó giảm phần trăm đi thôi, chứ không phải là 100%, nhưng nó giảm tỷ lệ đi. Đó, cứ đánh như vậy cho đến khi nào mà ở đây không còn con ma nào nữa. Cứ đánh như này. Đây. Sau khoảng 30 phút, 35 phút thì bây giờ hết rồi đấy. Để chạy một vòng nhé. Chắc chắn là hết rồi. Rồi. Sau khi chắc chắn là khu vực Sanaleo này không còn thì mình sẽ bắt đầu cắt cảnh liên tục giữa hai khu vực cổng dịch chuyển 14 và khu vực này Sanaleo. Giờ này thì chắc chắn là chưa có rồi, chưa để có được. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cảnh liên tục, tắt gambit đi nhá, cứ giữ cần xuống như này, cứ 8 phút đi, 8 phút thì check một lần. Đó, cứ chạy này, buộc cái chun vào cái cần analog ấy, cố định ạ, cứ để đó 8-10 phút thì check một lần. Đấy, cứ chạy như này thôi. Sau khi cắt cảnh liên tục 10 phút thì bây giờ tôi sẽ thử check xem là Lava Eater đã ra chưa. Nhìn thấy rồi.
Không ra chiêu kịp đâu. Xem nào. Trên đang cao. Đó. Đây nó có luôn đan dưa rồi. Đó, cách làm là như vậy. Bởi vì cái trên này đúng lúc nó nhảy đến level 4 thì khả năng nó ra rất là cao. Còn nếu như mà cắt đánh ở đây xong mà chưa có này thì mình lại quay trở lại đây. Đó. Chạy. Cắt như thế này là đủ hai cảnh. Rồi bây giờ quay lại thì khu vực này nó sẽ không thể xuất hiện được necrophile, bởi vì thực chất là khu vực này mình chưa hề cắt cho nó hai cảnh cho nên là không thể nào xuất hiện được. Một phát ra đang zero luôn đấy. Lúc này là lava eater có khả năng xuất hiện này, nhưng thường nó sẽ không xuất hiện ngay đâu. Đến bây giờ thì mình đã bắt đầu sử dụng cái trích này. Tắt Gambit đi. Đó, và cứ chạy cắt cảnh như này thôi. Lại 5-10 phút sau để check lại. Cứ chạy như vậy cho đến lần tiếp theo. Đó, vậy thôi.